Hi everyone, and welcome back to the lesson five, the topic of linking words in two-week reading part five. Chào các bạn, chào mừng quay trở lại với bài học số 5 trong chủ đề về linking words từ nối ở part 5 của kỳ thi two-week reading. Cô là Cô Thanh Hằng và chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay. Ở câu số 21 thì chúng ta thấy là cũng có hai vế ở đây đúng không? Và cái vế trước chúng ta có một mệnh đề và chủ ngữ chính là student. Các sinh viên đại học made up, tạo nên cái our core client base, cái lượng khách hàng mà chính đó. Tức là sinh viên đại học thì là cái lượng khách hàng chính của chúng ta. Đấy, thế thì phía sau này, sale, các cái kinh doanh online về các tài liệu học ngôn học ngoại ngữ đó. Cái việc kinh doanh online về tài liệu học ngoại ngữ với những cái người đang làm về business, là những người đi làm rồi đúng không, thì cũng là một cái phần rất là essential, phần rất là quan trọng trong việc kinh doanh của chúng ta. Đó, đưa chúng ta xem là đối từ gì là phù hợp. Weather, nếu như các bạn đã xem bài học số 2 rồi, chúng ta có một vài ví dụ về weather. Weather là liệu rằng, đằng sau weather cũng là một mệnh đề đó, và nó nói đến một cái hành động nào đó chưa chắc chắn liệu rằng có hay không. Thế nếu mà chúng ghép vào đây thì sẽ không hợp lý đúng không nào? Liệu rằng sinh viên đại học có là khách hàng chính của chúng ta hay không? Cái công cụ hợp lý, chúng ta gắn đáp án này đi. So that là một cái linh từ chỉ mục đích. Ví dụ chúng ta sẽ có một mệnh đề này, sau đó cộng với so that, đúng nào? Sau đó chúng ta cộng với một mệnh đề nữa, có nghĩa là một cái việc nào đó được làm, mục đích là để có cái việc phía sau. Nên nếu như chúng ta để cái so that trong chỗ trống này hoàn toàn không hợp lý đúng không nào? Kể cả về vị trí và ý nghĩa. That's why, các bạn có nhớ là sau that's why chúng ta sẽ cộng với cái thành phần nào không? Danh từ, tính từ, một câu hay là gì? À, chúng ta sẽ cộng với một danh từ. Nó cái chỉ về sự có nghĩa là mặc dầu. Thế đằng sau chỗ trống là một mệnh đề, nhưng hoàn toàn đáp án này cũng bị loại. Vậy chúng ta chỉ có đáp án D, although. Đó, tức là mặc dù thì sinh viên đại học mới là khách hàng chính của chúng ta, nhưng mà cái việc kinh doanh các tài liệu học ngôn ngữ online cho những cái người đi làm cũng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh của chúng ta. Ok, chúng ta cùng làm câu số 22 nào. Câu này thì các bạn phải tự ý ra, đó là y đây chính là động từ to be của câu. Đó, và wonder đây là một cái mạo từ bộ phận, so wonder sẽ là một cái danh từ nào đó. Danh từ này là the requirement, một trong số các yêu cầu của cái position, của cái vị trí này. Đó là, thế thì sau các này chúng ta sẽ có một mệnh đề đúng không nào? Chúng ta sẽ xem là sau mệnh đề này có những gì. You show up every day, bạn xuất hiện tất cả các ngày. À, thế là một mệnh đề rồi đúng không? Thế bây giờ sẽ cần một cái nối gì đó với cái phần đằng sau. The weather, thời tiết. Thì cái that's fine, so that's fine sẽ cộng với gì chúng ta còn nhớ không nhỉ? So that's fine sẽ là một danh từ đó, và có earth ở giữa không nhỉ? À, so that's fine không bao giờ có earth, các bạn nhớ điều này. Thế nên ở đây đang có earth, chúng ta loại đáp án A đi đúng không? Nonetheless, nonetheless nó bằng với however. Tuy nhiên, rồi thế sau sẽ cái từ tuy nhiên này sẽ nối như nào nhỉ? Sau nó sẽ là một mệnh đề đúng không? Thế đằng sau này có phải mệnh đề không? Of the weather không thể nào là một mệnh đề, thế nên chúng ta cũng loại đáp án này đi. Nonetheless, đáp án sai. Good colors. À, trong một bài giảng trước thì cô cũng có nói qua về các nhóm từ liên quan đến từ regard. Regard, chúng ta có regarding hoặc là in regard to, có nghĩa là liên quan đến việc gì. Còn good colors thì sẽ là không kể đến điều gì. Đó, thì trong câu này chúng ta cho vào đây hoàn toàn hợp lý đúng không? Bạn có mặt tất cả các ngày không kể thời tiết, hoặc là bất kể thời tiết có như thế nào đi nữa, thì chúng ta lấy đây là đáp án đúng. Còn từ although, sau although cũng là một mệnh đề, mặc dầu. Thế nên là trong câu này chúng ta cũng không chọn although, mà chúng ta sẽ chọn đáp án C. Và chúng ta nhớ là regardless có nghĩa là bất kể điều gì đó, sau nó sẽ cộng với một danh từ. Đó, và chúng ta chọn đáp án C là đáp án đúng trong câu này. Chúng ta cùng làm câu số 23 nào. Câu này là một câu thoạt nhìn rồi cũng khá là dài. Thật ra câu này cũng không quá khó. Ở đây chúng ta có một cái dấu phẩy là hai vế. Và hai vế này thì nó với hai đối tượng. Một bên là Samsung Computer, công ty gì đó về máy tính. Phía dưới là Denver Electric, một công ty điện máy đúng không?
Đó cái ví dụ này, cái công ty này thì nó có exceeded, nó đã vượt qua cái sales quarter, có nghĩa là cái hạn mức về kinh doanh của họ vào cái quý này. Đó, phía sau thì là gì? À, các bạn chú ý đây là có chữ S này là gì nhỉ? Đang là sở hữu đúng không nào? Đây chúng ta sales profit, tức là cái lợi nhuận kinh doanh của Denver Electric thì họ lại drop, giảm 15%. Thế bên trên là tăng, bên dưới là giảm. Thì rõ ràng chúng ta sẽ cần một cái liên từ chỉ sự tương phản. Chúng ta dễ dàng chọn được đáp án C là đáp án đúng đúng nào? Whereas đã xuất hiện trong rất là nhiều bài và trước cô cũng có dạy chúng ta rồi. Có nghĩa là trong khi mà nó đã lấy liên từ chỉ cái sự tương phản, direct contrast, sự tương phản. Đó. Còn từ despite, sau despite sẽ cộng với một danh từ. Và có nghĩa là mặc dầu mà rõ ràng đằng sau dấu phẩy này đang là một mệnh đề, nên despite sẽ là đáp án sai. Then là một cái liên từ về mặt thời gian, sau đó thì như thế nào? Thế nên là ở đây chúng ta thấy kết nối mặt thời gian là không đúng. Đáp án đây là đáp án sai. What? Những cái mà như chúng ta nói là love, what you have, hãy yêu những gì mà bạn có đúng không nào? Thế nên nếu mà đặt lời what đứng trước một cái mệnh đề thì họ không có cơ thể ra cái tình huống này được. Chúng ta loại đáp án nào? Và đáp án đúng của câu này là đáp án C. Where else? Tiếp tục với câu số 24 nào. Câu này thì chính là một câu đơn khá là đơn giản. Và trước trụ trống đang là một cái mệnh đề khá đầy đủ đây. Cái quarter đấy, revenue, cái doanh thu theo quý của cái công ty này này thì đã increase, đã tăng lên. Và cái buy, khi chúng ta dùng tới từ buy ấy, mà sau đó là một con số, có nghĩa là cái mức chênh lệch giữa cái trước và cái sau tăng lên 10, ví dụ như trước đó là 30 chẳng hạn, thì tiếp sau là 40, nó tăng lên 10%. Đó là một mệnh đề đầy đủ rồi. Con sau chỗ trống là gì? Các bạn thử xác định xem cái phần này đang là dạng từ gì nào. The new marketing strategy để apply. Đây là một danh từ thôi. Và thực ra cái này nó là một cái phần bổ trợ cho cái danh từ. Cái chiến lược marketing mới mà họ áp dụng thì chúng ta thực ra ở đây có thể có từ that đúng không nào? Hoặc là which, nhưng mà đã được lược đi. Đó, cái chiến lược marketing mới mà họ đã áp dụng. Thế bây giờ chúng ta sẽ cần từ gì vào trong chỗ trống nào? Otherwise, chúng ta có chọn được không? Otherwise. À, otherwise là một danh từ có nghĩa là bằng không thì. Ví dụ bây giờ bảo là bây giờ bạn phải học tiếng Anh chăm chỉ lên đúng không? Bằng không thì bạn sẽ khó cái việc sau khi ra trường. Thế sau otherwise sẽ là một mệnh đề. Thế nên là trong câu này chúng ta có chọn đáp án này được không? Chúng ta sẽ loại đúng không nào? Due to, sau due to sẽ là một danh từ. According to somebody, something, theo như ai, theo như cái gì, beside, à, sau beside thì thường nó sẽ cái S nó có là trạng từ nhé. Chúng ta có beside, nó không có S là tính từ, nhưng mà có S này là trạng từ thì thường sau nó sẽ có dấu phẩy này, sau đấy là cộng với một mệnh đề. Đấy, nó cũng mang nghĩa như là in addition to, thêm vào bên cạnh đó. Thế nên trong câu này chúng ta loại đáp án này. Thế còn B và D đều sau đấy cộng với một danh từ. Chúng ta sẽ chọn đáp án nào vậy? B có nghĩa là theo như ai, theo như cái gì. Còn D là bởi cái gì, nhờ cái gì. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án D đúng không? Đó, cái doanh thu của họ tăng 10%. Bởi vì đúng không, là nhờ có cái chiến lược marketing mới mà họ đã áp dụng. Và D chúng ta sẽ đáp án đúng trong câu này. Câu hỏi số 25. Câu này thì chúng ta có dấu phẩy ở đây. Outbreak là cái sự bùng phát của cái căn bệnh mà vẫn chưa xác định được rõ ràng. Đấy, sự bùng phát của một cái căn bệnh chưa xác định được rõ ràng. Đó, thì cái the sales volume, cái mức doanh thu của cái gì, của các cái sản phẩm thì nhỉ? Sản phẩm vệ sinh cá nhân. Đó, các sản phẩm vệ sinh cá nhân thì đã đạt được một cái con số kỷ lục từ trước đến nay. Đó, thế bây giờ chúng ta sẽ xem nối với từ gì thì hợp lý. Even, nếu even mà đứng đầu câu thì thông thường nó sẽ cộng với một mệnh đề. Đó, và cái nghĩa của nó tương đương với even though, mặc dầu. Thế nên là câu này có chọn even đâu nhỉ? Không đúng không? Bởi vì sau chỗ trống này là một danh từ. Đó. Beside, bên cạnh. Beside này nó là trạng từ. Đó, và thông thường nếu mà beside nó là trạng từ nó sẽ có một dấu phẩy này. Đó, và sau đó sẽ là một mệnh đề. Nó bằng với lại moreover và furthermore. Nếu mà với beside của S chúng ta cũng không chọn được đáp án này. Almost. Almost là cái từ có nghĩa là
ở giữa hoặc là trong số những cái gì, thì sau homo sẽ cộng với một danh từ. Chẳng hạn như là cái sản phẩm này rất được yêu thích bởi những người phụ nữ, đúng không? Chúng ta sẽ nói là gì? This product, đúng không? Is, nó rất là gì nhỉ? Các sản phẩm này nó rất là được yêu thích bởi những người phụ nữ, đúng không? Is preferred among women. Đấy, hoặc là nếu mà chúng ta cụ thể hơn, ví dụ như là có thể là những người phụ nữ 30 tuổi chẳng hạn, their 30s. Đó, thế thì among này là ở giữa cái gì đó, có thể là thuộc tình chỉ người hoặc những đối tượng nào. Thế nên là trong cái này chúng ta có một đó không hợp lý, đúng không nào? Chỉ còn từ sin, và từ sin này có một số nghĩa, nhưng trong câu này các bạn thử ra định giúp cô có nghĩa là gì nhỉ? Nếu mà sin có một danh từ có nghĩa là gì? Kể từ khi, đúng không? Kể từ khi cái sự bùng phát của cái căn bệnh chưa được định hình, thì cái doanh thu đã và đang, cái từ has rate là hiện tại hoàn thành nghĩa đã và đang tăng luôn con số kỷ lục. Thế tức là cái sự tăng vẫn chưa kết thúc, vẫn tiếp tục tăng. Và chúng ta sẽ chọn D là đáp án đúng cho câu này. Ok, rồi chúng ta vừa kết thúc 5 câu của lesson 5 và độ khó hơn một chút so với lesson 4. Và các bạn hãy học thật kỹ những cái cô vừa nói về các linh từ, và chúng ta hãy sẵn sàng để chuẩn bị bước sang bài học số 6. Hẹn gặp lại các bạn. See you.